Tô Ông Thịnh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc nhá. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài gặp nhiều may mắn nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Hôm nay em vừa về một lô máy 30 con máy Isuzu 4K1 và sẽ làm một cái đơn hàng cho em trai 5 con máy cho em trai ở trong Đồng Nai. Thì em trai là một khách hàng quen, em đấy mua của em về tòa cứ bán hết là lại mua. Thì em điện bảo là anh chọn cho em 5 con máy, thì đây 5 con máy 4K H1. Thì và em lấy thêm hai con máy Isuzu lắp có cam nữa. Thì đây là con máy Isuzu 4K H1, 5 con em xếp ra đây rồi, sẽ lổ từng con một. Thì cái dòng máy là dòng máy vừa về, em không rửa giấy gì cả, cứ thế mà bốc thôi. Thì nó đây là 5 con, thì con số 1 lấy cái lươn 1 2 3 bên đây này. Rồi, 4 con thôi, mua là 4 con với lại một con thì em ấy bảo đổi. Thì đây 4 con 5 con đây. Thì con số 1 đây nhá. Nó đẹp ở đâu? Cái dòng máy là dòng máy đang rất là hot anh em ạ. Em bán được rất là nhiều. Con này là 1 2 3. À, máy này bơm kim đẹp rẽ, đẹp đẽ rực rỡ hết nhá anh nhá. Hai bên giờ lốc này. Quá đẹp và mới luôn nhá. Đây. Máy này thì còn zin hết. Vì sao máy này mọi người mua nhiều, người ta mua nhiều là vì cái giá trị sử dụng nó còn rất là cao nhá. Đây anh em xem này. Quá đẹp và rực rỡ luôn nhá. Rồi. À, bây giờ máy còn nguyên hết, chưa có tí choang keo nào cả. Máy này đẹp không chơi vào đâu được đấy nha. Đấy, hai bên giờ lốc. Con này lòng của nó là một con lòng của nó là 95, vòng tua của nó là 3400, mã lực của nó là 105 PS nhá. Bây giờ đây là con số 1. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ và gửi video cho em trai lổ em ơi. Chưa rửa đâu, máy vừa về vì em ấy dục ghê quá này, em phải là làm ấy. À, em phải lổ máy cho em ấy nhanh, không rửa giấy, không có thời gian rửa giấy gì cả. Alo. Vâng. Lổ đi em ơi. Có ảnh của máy gửi cho em xem nào. Gửi ảnh qua Zalo cho em nhá. Ôi nước. Máy kẹt ở đây thế. Em du luôn. Như máy mới lổ nhá, ga xé gió luôn đấy. Em trai bảo chỉ cần ga mạnh thôi. Ok, ga mạnh, không có một tí đổ hư nào luôn. Hàng mới về nhá. Con số 1 đã xong. Đấy, chất lượng thì khỏi phải nghĩ rồi. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em những cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Anh em đang có nhu cầu mua cái dòng máy này về để bán, để về để sử dụng, chế cháo ghe xuồng hay lắp xe tải hay bất kỳ công việc gì liên hệ lên cho em nhá. Hoặc là các loại động cơ xe của anh em bị hỏng hóc cần thay máy liên hệ cho em. Hoặc là cần mua đồ vặt bất kỳ cái công việc gì liên quan đến động cơ, mua đồ vặt lốc chụp quy lát bơm kim turbo đề phát hay bất kỳ cái bộ phận gì nhá, anh em cần mua về để thay thế con máy của mình, anh em cứ liên hệ nhá, đủ các loại đồ đạc luôn. Như vậy là con máy số 1 đã xong. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy số 2 trong đơn hàng 5 con máy cho em dài nhá. Hẹn gặp lại anh em.